Xin chào mừng tất cả những nhà sáng tạo nội dung đến với thực tế đau thương của giấc mơ. Năm bạn sẽ show outfit của mình. Xin giới thiệu outfit của mẹ. Mình cột ở đây. Wow. Ok, chúng ta bắt đầu bắt tay nha. Rất là hồi hộp để bắt tay và thực hiện luôn một cái mẫu thật. Nhưng đây, mọi người thấy đó, đó là một loại giấy rất cao cấp ở trường em. Đó là giấy địa cương. Nó được xé từ cuốn địa cương lịch sử ra. Mình không đánh giá cao một cái người có cái tư duy như vậy. Một lỗi nhất rất cơ bản. Mình đi lật vai và vai tung đưa. Cái sở thích của chị nó khác. Chị thích đi cái kiểu mà nó trình diễn, nó drama, nó nặng nề. Tại vì chị thích như vậy. Tất cả sẽ có trong tập 3 của series thực tế TikTok Photoshop 2021 được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2021 trên kênh TikTok chính thức của TikTok Photoshop, TikTok Live Việt Nam và PUBG Mobile.